Các bạn nhìn này, đây mình có nhá, các bạn nhìn có bốn câu này. Hai câu này chúng ta đi cùng với nhau để chúng ta có thể hiểu cái nghĩa của phần này. This is my pen. This is my pen. This is yours. This is your pen. This is mine. Quên cái bảng. Ở trong đây thì các bạn nhìn thấy cái chữ my này, nó đóng vai trò là gì? Đại từ là gì? Là cái từ mà nó đại diện cho một cái danh từ nào đấy, đúng không các bạn? Đại diện cho một cái danh từ nào đấy. Vậy thì cái my này nó có phải là một cái danh từ nào đấy không? Và khi nó là danh từ thì nó làm sao nó có thể đứng độc lập được, đúng không? Nhưng mà cái chữ my này nó không thể đứng độc lập được. Nó không phải đứng độc lập được mà nó phải đứng, nó phải đi cùng một cái danh từ ở đây. Và cái gì đó bổ nghĩa cho danh từ thì người ta thường gọi đó là tính từ, đúng không? Là tính từ, đúng rồi. Và cái này nó cũng được xếp vào đó là từ hạn định, từ hạn định. Và nó được gọi là tính từ, tính từ, tính từ. Và các bạn thấy không? Nghĩa của nó này, my pen, cái bút của tôi. Vậy là tính từ gì? Tính từ sở hữu nhá. Tính từ sở hữu, tính từ sở hữu. Và thường ấy mà nó có những cái tính từ sở hữu này rồi ấy thì cái nghĩa của nó là thuộc về cái đấy luôn. Nhưng mà có những khi mà cái từ đấy nó không có tính từ sở hữu thì người ta sẽ dùng một cái là sở hữu cách. Ví dụ là her pen, đúng không? Her pen. Nhưng bây giờ chúng ta dùng cái chữ her ở trong đấy và dùng là Miss Huyền. Miss Huyền. Đó, thì nó phải có một cái sở hữu cách ở đây là phải S ở đây và cái chữ pen ở đây. Đó, và hai cái này giống nghĩa của nhau nhé. Là bút của cô ấy hay là bút của Miss Huyền. Ví dụ đang nói về Miss Huyền đúng không? Bút của Miss Huyền, bút của cô ấy. Chị có đăng lại em ạ. Chị có đăng lại nhé. Đây là cái sở hữu cách các bạn nào. Sở hữu cách và tính từ sở hữu. Vậy cái my đây có phải là đại từ không? Cái từ my này có phải là đại từ không các bạn? Chốt lại thì my này có phải là đại từ không? Chốt lại thì mai có phải đại từ không? Chính xác, nó không phải đại từ các bạn nhá. Các bạn nhìn này, đó là tính từ sở hữu, nó không phải là đại từ. Bởi vì sao? Đại từ ấy nó có thể đứng độc lập được cơ mà, đúng không? Nhưng mà cái từ mai này người ta em sẽ không bao giờ thấy là nó không đi cùng một cái từ ở đằng sau các em nhá. Với cái tính từ sở hữu, ví dụ đây là của tôi, cái gì của tôi cơ? Đây là cái bút của tôi. Được chưa nào? Thế các em nhìn được bên này, dưới này có chữ my đây này. Tại sao có chữ my nó đứng độc lập được các em? Được rồi, this is mine, this is mine. Mà nó có nghĩa là của tôi. Ai chà. Thì cái chữ my này nó có một cái mang kính nghĩa nhiều hơn, đó là nó bao gồm cả cái chữ pen này rồi. Nghĩa là sao? Đây là cái bút của bạn. Còn đây là cái bút của tôi. Nhưng mà người ta không muốn lặp lại cái từ pen nữa, mà người ta dùng một cái từ đại diện, đó là từ mine. Cái đó là của tôi và đây là của tôi. Còn không có bao giờ có cái em nhìn thấy chữ là this is mine như này. Bởi vì nó là tính từ sở hữu, nó phải đi kèm một cái danh từ đằng sau của nó. Ok không? Nó không là đúng độc lập được và cái này là tính từ sở hữu các bạn nha. Còn đây là đại từ sở hữu này. Đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu. Đúng rồi, chính xác. Vậy còn cái từ nào nữa? À, con nhìn thấy từ yours. Vậy đây là đại từ sở hữu của từ you đúng không? Yours. Đây là cái bút của tôi, còn đây là cái của bạn. Ok, đây là cái của bạn. Và nó có thể đứng độc lập được, nó không cần cái chữ pen ở đây. Nếu mình muốn cho cái chữ pen ở đây là mình phải viết như thế này này. Là your pen. Như vậy mới là đúng này. Còn con mình như thế này.
Nếu mà mình lại cho thêm chữ hẹp là thừa đúng không? Là sai luôn đấy. Là sai luôn. Vậy trong đây mình có cái chữ yours này là đại từ sở hữu, còn đây là cũng là đại từ sở hữu, còn your và my là tính từ sở hữu các bạn ha. Tính từ sở hữu. Hay còn gọi là nó được cho và xếp vào cái đó là cái từ hạn định. Ok, vậy thì các bạn nhìn thấy này, tại sao mà khi mà người ta cho vào cái bảng, một cái bảng người ta cho cái chữ my này hay là do vào, bởi vì là nó cũng là suy ra từ cái này mà ra, nên là chúng ta cũng sẽ viết ngang cái hàng như thế này. Nhưng các bạn phải nhớ nó không phải là đại từ, nhớ chưa nào, nó không phải là đại từ nhá, nó là tính từ sở hữu. Nên các bạn sẽ lưu ý cái cột đó, bởi vì nó vẫn phải suy ra từ những cái đại từ nhân xưng này mà ra, nó vẫn là liên quan đến nhau, nên là chúng ta vẫn có thể viết nó vào để chúng ta hiểu nó nhé. Dễ hiểu quá chị ơi. Đây vậy chị sẽ viết cái tính từ đấy trước, chị sẽ viết cái tính từ sở hữu trước. Từ cái tính từ sở hữu mà chúng ta suy ra cái đại từ sở hữu nó rất là dễ, nên là chúng ta viết tính từ sở hữu trước nhá. Ai chúng ta có là my, và đại từ sở hữu của nó là my. Các bạn nhìn này, nó chỉ khác nhau cái phần phát âm cuối thôi, một cái là my, I, my, ở đây là I, my, my, my. Your. Và đây mình có là yours. Yours, yours. Our. 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 Đại từ, đây là đại từ sở hữu nhá. Đại từ sở hữu. Tiếng Anh nó là possessive pronouns. Possessive pronouns. Pronouns. Ở đây chúng ta sẽ có từ yours. Our. Our đây là tính từ sở hữu nhỉ? Tính từ sở hữu. Viết tiếng Anh là possessive adjective. Ours. Tiếp theo cái số nhiều này cũng vậy, mình sẽ có là your, và đây là yours. Him, his, và đây vẫn là his. Her, bởi vì là nếu mà thêm một cái chữ his nữa vào cũng chả để làm gì cả. Her, hers. It's, cái từ it's rất là dễ học. There, theirs. À, đó cái từ it's này là các bạn biết xong chưa? Xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ để chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nhỉ?
Các bạn có chỗ nào không hiểu không nào? Cái việc mà đại từ sở hữu thêm cái S thì đọc là cái này hay cái kia ấy, thì các bạn lại phụ thuộc vào cái nguyên tắc mà chị dạy các bạn về phần phát âm. Về phần phát âm đúng không, là các bạn sẽ tùy vào cái âm ở trước nó chứ không phải là từ ở trước nó nhá. Good girl nhá, là âm ở trước nó. Chị ơi mấy từ đó nghĩa giống nhau, tại sao người ta phải chia ra nhiều loại chi cho phiền? Cái này nó là tiếng Anh rồi em ạ, tiếng Anh ấy. Không, tiếng Anh là nó như vậy rồi. Không phải, chị phải biết giải thích sao mà chị đang tập trung vào cái câu hỏi của bạn kia. Là bạn ấy bảo cái gì ấy. Chị nên dạy pháp đồ đơn giản thôi, phát âm sai hết trơn đấy. Bạn nào đấy, bạn Trần Kiệt là bạn nào? Các bạn mà không biết phát âm cái chỗ nào thì bạn xem lại cái video mình. Quan trọng là ở trước cái này nó là âm dung ấy, hầu hết chỗ này thì là âm dung ấy đúng không? À có một cái chữ x này các bạn, thì đây là âm đó, không dung thì mình phát âm là s, đây là phát âm là s nhá. It's, đây là there's, đây là âm dung này, âm dung mà. There's, hers, his, yours, ours, yours. Ngày xưa cái lúc mà chị học lớp lớp mấy ta? Lớp 6 ấy, thì lớp 6 lớp 7 đấy thì chị vẽ cái bảng này vào, chị học thuộc hết cái chỗ này. Và khi học thuộc hết cái chỗ này mình rất là thấy tự tin. Bởi vì là mình biết được là cái này nó đứng ở đâu này, cái này đứng ở đâu này, cái này viết như thế nào này. Thực sự là chúng ta cần phải học hết cái này là những cái rất rất là cơ bản. Mà đôi khi chúng ta không có cái sự nhìn tổng quát đối với nó. Với cái đại từ nhân xưng này, với những cái đại từ này, chúng ta không biết. Nhớ cái này là tính từ thì theo sau cái tính từ này phải có một cái danh từ ở đây thì nó mới thành được đó, một cụm danh từ đúng không? Khi nó là một cụm danh từ rồi thì nó mới có thể đóng vai trò làm chủ ngữ, tân ngữ đấy, hay là một cái chỗ khác kiểu như vậy. Nhớ là đây là tính từ thì nó phải đi kèm với một danh từ mới có thể tạo ra một cụm danh từ, một cụm danh từ để có thể đứng được ở trong câu, chứ cái này nó không còn đứng một mình được nhá. Nhớ không còn đứng một mình. Bây giờ chúng ta sẽ viết những cái câu ví dụ ở đây nhá. Chúng ta có một cái nó là đại từ phản thân thôi, cũng khá là dễ. Cái nào mình vẽ từ xưa được tư duy được em ạ. Em cứ làm cái cách nào ấy mà em cảm thấy mình dễ học nhất, mình dễ nhớ nhất. Khi nào mà chúng ta phải, khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn học nó, chúng ta cố gắng học nó, chúng ta sẽ tìm đủ những mọi cách để chúng ta có thể học nó. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Các bạn ha, cái quan trọng nhất là chúng ta chủ động tìm tòi, chủ động học hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu ví dụ. Ví dụ chị vừa đấy chị viết cho các bạn như tôi ví dụ rồi đấy thôi đúng không? Là sao? Chúng ta viết câu ví dụ ở đây nhá. This, that, this, those là sao vậy mọi người? This, that, this, those đấy là cũng là đại từ em ạ, mà đấy là đại từ chỉ định.
Và trong tiếng Anh chỉ có bốn loại từ chỉ định thôi, chúng ta chưa nói đến ở trong chỗ này. Tí nữa chúng ta hoặc là học buổi sau chúng ta sẽ nói đến, nhưng mà trong buổi hôm nay chúng ta không học được. Đó là đại từ đấy, đại từ chỉ định. This is my pen, đó là cái bút của tôi. Còn this is yours thì đây là của tôi sẽ thiếu nghĩa. Có thiếu nghĩa nào đấy là không đủ rồi. Cái câu vừa rồi chị viết cho các bạn ở như thế này là đúng ngữ pháp và đúng nghĩa rồi nhá. Với các bạn trẻ con ấy thì các bạn sẽ phải học những cái đại từ nhân xưng này trước. Cột số 2 là gì mọi người? Cột số 2 là đại từ làm tân ngữ. Em không chép bài mà em lại chụp lại màn hình. Em có đủ thời gian để em chép bài mà. Hay là em mới vào? À, các bạn nhìn câu của chị nhé. I give you my paper, can you give me yours? Bạn, các bạn có nhìn thấy cái một cái từ từ my của chị đây là gì? Tính từ sở hữu rồi đúng không? Và một từ yours ở đây của chị là đại từ sở hữu. Vậy thì ở cái câu dưới của chị, các bạn không nhìn thấy một cái chữ nào là cái chữ paper đúng không? Không nhìn thấy cái chữ nào là cái chữ paper đấy hết. Vậy khi mà chị dịch thì chị sẽ nói là tao đưa cho mày tờ giấy của tao, nghĩa là đang xem bài cho đúng không? Tao đưa cho mày tờ giấy của tao, đúng không? Mày có thể đưa cho tao tờ giấy của mày được không? Vậy nếu bây giờ thằng này người ta không thích lặp lại từ, không biết lặp từ, người ta không muốn viết là can you give me your paper nữa, và người ta sẽ thay thế cả cái chữ your paper bằng cái chữ gì? Bằng chữ yours. Đó, các bạn hiểu không? Là họ sẽ thay thế cái chữ your paper này với yours. Vậy đây là đại từ sở hữu ha. I give you my paper. Can you give me yours? Đại từ nhân xưng khi nói thì sao hiểu được ạ? Là sao em? Sao lại không hiểu được? Không hiểu cột 1 á. Trời. Đại từ nhân xưng hay còn gọi là đại từ làm chủ ngữ ấy các em ạ. Đúng rồi, cái chữ subject của chị ở đấy đây. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử một cái ví dụ khác để các bạn có thể tự lấy ví dụ được nhé. Tiền. That money is
nhìn thấy cái chỗ dưới góc góc chỉ biết ông ta. That money belongs to her. Cái câu đầu tiên của chị là chị viết bằng cái động từ là động từ thuộc về. Số tiền đó là thuộc về cô ấy. Thuộc về cô ấy suy ra là số tiền đó là tiền của cô ấy đúng không? That money is her money. That money is her money. Và ví dụ ở cái câu mà bên dưới cùng, that money is hers. Vậy thì các bạn nhìn thấy cái chữ hers đấy là đại diện cho cái từ nào? Cái từ hers kia kìa là nó thay thế cho từ gì? Là từ her money đúng không? Chính xác bạn Đại, chính xác, trả lời chính xác. Khôi Nguyên, trả lời chính xác. Beautiful là tính từ mà sao do vẫn là tính từ? Do là tính từ thì sao em? Cô dạy thứ mấy? Chị dạy thứ 3, thứ 6, thứ 2 và thứ 5. Chỉ có 3 câu và các bạn nhìn thấy 3 câu này nó cùng cái nghĩa giống nhau luôn. Cùng ý nghĩa của nó giống y nhau luôn. That money belongs to her. That money is her money. That money is hers. Nhưng cái câu thứ 2 có vẻ nó hơi rườm rà đúng không các bạn? That money is her money. Và mình thấy hai cái chữ money kìa. Chữ money thứ nhất và chữ money thứ hai. Đó, hai cái chữ money. Và nó thấy, nó có vẻ lặp từ đúng không? Nên là mình bỏ cái chữ money cuối cùng đi. Mình sẽ viết lại thành đại từ sở hữu thành chữ hers kìa. Đấy. Và câu của mình ngắn đi một chút đúng không? Đọc cũng ngắn nhờ. That money is hers. That money is hers. Kệ chị em cứ viết đi. Ok, vậy bây giờ các bạn nhìn thấy này. Cái đại từ. Đây là đại từ nhân xưng. Nó đóng vai trò làm chủ ngữ này. Đây là đại từ làm tân ngữ. Chỉ đứng vai trò làm tân ngữ thôi. Không lộ lên đầu làm chủ ngữ đúng không? Cái này làm chủ ngữ, cái này làm tân ngữ. Cái này thì sao? Làm tính từ sở hữu, nghĩa là sao? Nó sẽ kết hợp với một danh từ. Và khi nó kết hợp với một danh từ này thì nó sẽ tạo thành một cụm danh từ. Và cái cụm danh từ này có thể làm chủ ngữ, có thể làm tân ngữ. Vậy thì cái đại từ sở hữu này của mình nó bằng hai cái này cộng lại, cái này. Cái đại từ sở hữu này của mình bằng một cụm danh từ, các bạn thấy không? Cái đại từ sở hữu này của mình bằng một cụm danh từ luôn. Bằng cả mai cộng với now này luôn. Vậy thì các em thử trả lời cho chị biết là cái đại từ sở hữu này nó trường hợp thứ nhất nó làm chủ ngữ, trường hợp thứ hai làm tân ngữ, và trường hợp thứ ba có thể làm chủ ngữ, có thể làm tân ngữ. Các em chọn trường hợp thứ mấy? Các em cho chị biết là cái mai này, cái mai này đó, cái chức năng của trong câu là nó có thể làm chủ ngữ hay là nó làm chỉ làm tân ngữ hay nó làm cả chủ ngữ và tân ngữ nào? Trả lời cho chị biết. Đúng rồi, cả hai. Vậy bây giờ chị sẽ đặt cho các bạn biết cái câu mà cái đại từ sở hữu nó có thể làm chủ ngữ nhá. Em nhắc vuông được ạ? Đúng rồi. Viết sang bên kia nha các bạn ha. Cả hai luôn. Mình vẫn dùng những cái câu rất là đơn giản thôi. This is your this is holding mine, this is my this is my apple. Đây là quả táo của tôi đúng không? Và chị có một cái câu, các bạn nhìn thấy câu của chị chưa? This is my apple. Hers is on the table. Her is on the table. This is my apple. Hers is on the table. Vậy thì đây, chúng ta có một cái chữ là nói về apple đúng không? Cả thay thế cả cụm này. Nếu mà chúng ta có cái từ apple nhắc đến trước. Ví dụ, this is your apple. This is your apple. Và đây mình không biết là my apple nữa, mình tại vì apple được nhắc đến một lần rồi. Nhớ là apple là phải được nhắc đến một lần rồi nhá. Chúng ta phải biết được cái đấy là ai rồi. Chúng ta phải biết được cái mà chúng ta thay thế nó ẩn đi nó là cái từ gì rồi, cái danh từ gì rồi. Chúng ta mới có thể chuyển nó thành một cái đại từ được. Mình rút ngắn được. This is your apple.
This is mine. And hers is on the table. Ok, ba câu này. Các bạn thấy là nó phải lặp lại, lặp đi lặp lại những cái từ apple, apple, apple đúng không? The apple on the table is hers. Chính xác, bạn Công Danh. Lúc đấy, khi mà the apple is on the table, it's her. Chị có nhìn thấy cái hai cái này đây không? Có. Thì nếu mà cái câu của em, cái câu này, cái my này nó không phải là ngôn ngữ. Em không nhìn chị ở trong cái câu này, my, đi ra đây. Cái my này không phải là tân ngữ các bạn nhé. Cái này phải là tân ngữ. Cái này là chủ ngữ nhưng cái này không phải là tân ngữ. Mà ở trong cái câu này, can you give me yours? Thì cái này là tân ngữ. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái động từ làm trước. Đây, tân ngữ nó đây này, đây là tân ngữ này. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, đây không phải tân ngữ nhá, nhưng mà đây là chủ ngữ này. Chị có thể làm cái câu khác nó làm tân ngữ được. Vậy ở đây nó làm gì các bạn? Ở đây nó làm gì nhỉ? Là bổ ngữ đúng không? Đây là của bạn. Chị dạy được buổi các em đến lesson 4 không? Đây là buổi thứ tư nhá. Buổi thứ 9 rồi. Hôm nay ngày thứ 9. Em chị xinh thế á, nó là con trai mà em bảo nó là xinh thế á. Chị Mai. À chị Mai ạ. À? À ừ đúng rồi. Chị tưởng là vừa nói Thái Lâm. Bây giờ là đến lượt các bạn sẽ phải đặt câu cho chị nhá. Các bạn sẽ phải đặt câu là có tính từ sở hữu này. À có đại từ sở hữu. Mai nó không phải trạng từ, nó là bổ ngữ. Không có trạng từ. Mai không được làm đại từ, không làm trạng từ các bạn nhá. Đại từ không làm trạng từ đâu. Thúy Hiền, chị có đăng lại trong group không? Có em ạ. À. Bây giờ đến được các bạn phải đặt câu rồi. Em mới vào, em muốn xem lại thì em vào trong group em học nha. She is my wife. Chị có tua lại cũng được đấy. Hashtag là gì vậy chị? Hashtag là ngữ pháp. Hashtag ngữ pháp. Lịch live sửa đề với từ vựng chị, các em có thể lên phần tiểu sử của chị nhìn thấy mà. Sửa đề và từ sửa đề sửa à nhầm chữa bài luyện tập ấy thì các bạn học vào thứ 2 và thứ 5 nhá, 9 giờ. Còn học từ vựng ở trong group ngày nào cũng học mà. Chị thấy hiện tại các bạn đang học gọi là ít bạn học đi hoặc là các bạn học nhưng không đăng lên. Bài tập hashtag là gì? Bài tập thì có sẽ có hashtag là luyện tập thì phải. Các bạn lên viết liền ở trong một cái comment được không? Các bạn cứ viết nhảy các bạn cứ viết xong các bạn enter phát thì chị cũng biết được. Các bạn viết trong một cái comment thôi, đánh dấu chấm đi. This is my family. My is very happy. Oh, hay á. This is your boyfriend. This is mine. À, Khuê nói câu rất hay. This is your boyfriend, this is mine. Rất là phân biệt rõ ràng đúng không? Đánh dấu lãnh thổ. Đây là bạn trai của mày, còn đây là người yêu của tao. Đây là bạn trai của tao. Ok. Em luyện mà làm biếng chép ra vở với quay video. Quay lại đi, lưu lại đi. This is my book. Yes, is there. Mrs. Huyền. Mrs. Huyền is my girlfriend. Nếu mà nói là Mrs. Huyền thì phải nói là Mrs. Huyền is my wife mới đúng. Ok, các bạn làm khá là tốt. Chị không thì sẽ cho em ngày nào em cũng đăng. Dạo này chị không nhận xét là các bạn. Xem là các bạn có làm không. Không phải là chị cũng nhận xét mà chị nói với các bạn rồi. This is my love. This is my. Có một cái đại từ ở cái chỗ mà liên quan đến phần phần đại từ nhân xưng này nha các bạn nhé. Thì
Thì mình còn lại câu cuối là chúng ta có đại từ phản thân. Đại từ phản thân đại từ phản thân reflexive pronouns. Các bạn có nhìn thấy chữ của chị không ta? Reflexive, đúng không? Cái chữ pronoun là từ viết ở đây nhỉ? Thì bạn nhìn này, chúng ta sẽ có mình có đây là gì? Myself là đại từ phản thân. Ví dụ I cut myself, tôi tự làm đứt tay tôi. Yourself nghĩa là mình sao? Khi mình đặt đại từ phản thân nghĩa là nó nói về chính mình. Ví dụ I love me myself, hoặc là I love myself, tôi yêu chính mình. Với số nhiều nhé bạn nhá, với số nhiều thì mình có cái nguyên tắc là cái letter F là mình phải biến thành V, đúng không? Yourselves. Đấy, và thêm VS nhỉ. Yourselves. Your. Đây là ourselves chứ. Thường ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là sao? Là nó lấy từ cái gì? Nó lấy từ cái chỗ tính từ sở hữu này sang để nó viết thêm cái chữ self vào. Cái chữ self thì các bạn có thể tra riêng cái chữ self này nghĩa là bản thân mình. Ví dụ look at your inner self, hãy nhìn vào con người ở bên trong của bạn. Look at your inner self. Cái self này là tôi, là chính tôi này, con người tôi này. Thì mình ghép cái chữ my với self kìa. Là của tôi, là con người của tôi. I love me myself. Đây là, nhưng mà riêng cái chỗ này thì mình lại dùng chữ him nhỉ? Himself, herself, itself. Cái chỗ này chúng ta dùng 1, 2, 3, 4. Ở cái chỗ ngôi thứ ba này chúng ta dùng ở cái chỗ tân ngữ này nhỉ? Viết thêm cái chữ self vào cái tân ngữ. Themself. Thems thì là số nhiều nhá các bạn nhá, số nhiều. Ok, rồi các bạn thấy chưa? Ở cái chỗ ngôi số 3 kia thì chúng ta viết ở cái chỗ cột là tân ngữ nhỉ? Là sẽ ra themselves, herself, himself, itself, myself, yourself, ourselves. Group sao lại đâu ạ? Chị, các em vào cái chỗ link gì nhỉ? Phần tiểu sử của chị sẽ có link nhá. Ok. Các bạn gửi đến thích cho chị 3,7 nghìn lượt thích rồi đấy. Nhiều ghê ta. Tám giờ 56 rồi. Thế tối nào cũng có anh chị hỏi. Đúng rồi. Vậy là hôm trước mình học hết từ loại danh từ rồi ạ. Danh từ mình học như vậy không phải là nó hết sạch đâu các bạn, mà là chúng ta học như vậy thôi. Chị nói rồi, các bạn cứ học. Các bạn nếu mà các bạn xác định mình học lại thì mình cứ học từng đấy, là chị cũng thấy là khá nhiều. Nếu mà các em cho tất cả những cái chỗ đấy vào trong đầu các em là hòm hòm 80% rồi đấy. Cột 3 là cột, là cả cột phải thêm danh từ luôn ạ. Cột 3 là cột nào ta? Cái cột tính từ sở hữu á, possessive á. Cái từ possessive mà chị cộng với nào ấy thì cả cột của bạn
sẽ cần phải đi kèm với danh từ cho nó không bao giờ đứng một mình nhá. Đúng rồi. Ôi 9,1 nghìn là thích cho quay ra quay vào nhanh nhanh thế. À, học đủ để sử dụng. Học thế là ngon rồi. Hôm nay là thứ 6 à? Thứ 3 tuần sau mình sẽ vẫn học tiếp về đại từ em nhé. Ví dụ các bạn nhìn nghe thì cái từ đại từ sở, đại từ quan hệ không? Cái đại từ quan hệ nó học phải rất là nhiều để mà có thể học hết được đại từ quan hệ. Nhưng mà ở cái chỗ giai đoạn đầu này thì cái đại từ quan hệ mình sẽ chia nó, mình chỉ mang tính chất là giới thiệu thôi, còn mình sẽ chia nó là một cái chuyên đề riêng cái phần đại từ quan hệ. Đại từ phản thân là gì chị? Em vẫn chưa hiểu đặt câu với từ Mai. Đại từ phản thân nhá. Và bắt đầu mình sẽ đặt câu với từ đại từ phản thân này. Đại từ phản thân là khi chúng ta nhấn mạnh, chúng ta nói về chính chúng ta nhé. Là như này. Ví dụ cái câu đây. I cut myself. Ví dụ một ai đó cắt mình đúng không? Ví dụ như là một ai đó cầm cái kéo hay gì đấy hoặc là cái dao gì đó làm đứt tay của mình. Thì mình sẽ nói là ví dụ như này, he cut me. Chẳng hạn như vậy, một cách vô tình nào đấy. Nhưng mà đây là mình tự làm đứt tay mình, hoặc là I hurt myself, đúng vậy. Chị lấy cái câu hot cho bạn nhìn nhá. Bình thường là anh ta làm đau cô đúng không? He hurt me. Nhưng bây giờ là tôi tự làm đau mình. I hurt myself. Và đây là đại từ mà các bạn có thể đứng một mình được như này này. Nó không cần có một cái danh từ nào ở đây nữa. Nó là đại từ mà I hurt myself. Tôi tự làm đau bản thân của mình. Đấy chứ nào? Hay là các bạn thì là một cái câu là cô ấy tự mua cho cô ấy. Cô ấy tự mua cho cô ấy một cái áo, một cái quần, một cái váy gì đấy. She bought herself a beautiful dress on her birthday chẳng hạn. Đó, cô ấy tự mua cho em một chiếc váy vào ngày sinh nhật của cô ấy. Phản thân là tự nói lại cái chủ ngữ đấy nhá. Ví dụ như là chủ ngữ là she thì mình sẽ dùng chữ herself. Chủ ngữ hay là cái từ mà nó được hướng đến nó là it chẳng hạn hay là những người khác thì mình sẽ dùng những cái từ nào nó phù hợp. She bought herself a beautiful dress hay là I hurt myself. Cái by myself thì nó là cái cụm by myself em ha. Còn đây mình đang nói mỗi cái từ myself thôi, chưa nói đến cái từ by myself đấy. Nó sẽ là một cái cụm từ ngồi một mình đúng không? I sit by myself. Một cái là số ít, một cái là số nhiều em ha. Một cái là yourself, một cái là yourselves. Thì cái đấy là chỉ phân ra là khi đó là số ít và số nhiều thôi. By myself kiểu như ở lộn đấy, con ngồi mình còn gì. Hết giờ rồi. Vừa mới học mà đã 9 giờ rồi đấy, cái nhanh không? Kinh khủng không? Talking to the moon. Cái câu của em là cái câu I myself saw him break into the house. Tôi, chính tôi. Thì ở cái chỗ mà cái câu mà I và cái myself đứng ở ngay sau cái I ở đó thì nó sẽ nhấn mạnh, nó mục đích là nhấn mạnh cái chủ ngữ kia. Còn đây là tôi tự cắt tay tôi tự làm tôi. Thì cái kia là gọi là đại từ nhấn mạnh, mình có thể là cho nó ra một cái chỗ. Bởi vì nó mang tính chất là nhấn mạnh chứ không phải là tôi tự tôi, mà là tôi, chính tôi. Ok, nếu mà nó nhàm chán thì sẽ đấy đâu. Ok, goodbye các bạn. Các bạn về nha, các bạn học, các bạn lên làm sao mà kẻ bảng này hay là vẽ sơ đồ tư duy hay gì đó để các bạn có thể học thuộc được hết. Tất nhiên là cái này các em học lâu rồi, các em học từ năm lớp 6 ấy.
học nhiều lắm, nhưng mà chúng ta quên hết rồi. Nhớ là chúng ta phải luyện lại, chúng ta phải lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại thì chúng ta mới có thể nhớ được, còn không thì chúng ta lại quên, chúng ta lại quên như những ngày xưa chúng ta quên. 23.000 lượt thích rồi các bạn, 23.000 lượt thích rồi. Các bạn nhanh ghê ấy. Công danh thuộc rồi. Quấn là kiểu gì? 25.000 rồi nhá. Cảm ơn các bạn. Chị nói một cái phát là các bạn à, chị tạm biệt các bạn nhá. Để chị đứng ở đây chị tạm biệt các bạn một tí nhá. Ok. Goodbye các bạn. Yến Hòa điểm danh lại nha chị. Goodbye. Chị tắt nha.